Hello anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với bản tin thị trường của chúng ta ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày 20 tháng 6. Và VN Index lại tiếp tục là một phiên đi ngang với một cái độ rung lắc nhẹ ở trong phiên. Ở buổi chiều nay thì cũng có một số những rung lắc đến từ nhóm VN30, nhưng mà thực ra lại 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 được kéo lên ở ngay cuối phiên, đúng không? Ở ngay cuối phiên, nước ngoài thì bán vẫn 1.000 tỷ thôi. Đấy, đúng không ạ? Thực ra là cái trọng số của nước ngoài chúng ta không cần quá quan tâm nhiều đâu. Bởi vì khi thị trường lên thì họ mới bán, còn khi thị trường xuống thì họ sẽ mua, đúng không ạ? Và cái tỷ lệ của họ ở trên sàn thì đâu đó thì giao dịch khoảng tầm 5 đến 6%, nó không 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 quá là lớn, đúng không ạ? So với cái giao dịch quốc nội của chúng ta lên tới hơn 90%. Thì khi nào mà nội bán thì chúng ta mới mới lo, còn tây bán này là chuyện rất bình thường, tây bán thị trường vẫn lên bình thường anh chị nhá. Đó, dòng tiền hôm nay thì số mã tăng mã giảm nó cũng không chênh lệch nhau quá nhiều, khi có 242 mã giảm và tăng 189 mã. Quan trọng là chúng ta cầm nắm những cái mã nào mà thôi. Đó, hôm nay thì chỉ số VN30 lại tăng tốt hơn so với VN Index, đúng không ạ? Tăng 8 điểm. Thì như cái bản tin buổi sáng chúng ta cũng có nhận định với nhau, đó là hôm nay là một phiên đáo hạn phái sinh. Và thường thì những cái nhà tư tổ chức họ không vận động hoạt động quá nhiều ở trong những cái phiên dạng như này. Về mặt tin tức thì chúng ta có ngày hôm nay buổi sáng sớm khoảng tầm 1:30 thì Tổng thống Nga Putin cũng có đáp chuyến bay sang thăm Việt Nam để ký kết một số những cái hợp đồng quan hệ, đúng không ạ? Về mặt giáo dục cũng như là về một số cái liên quan đến nhóm dầu khí, thì cái này chúng ta sẽ đọc tin ở trên media, còn nó phản ứng về thị trường như nào thì ngày mai chúng ta sẽ biết. Đấy, thì thị trường ngày hôm nay thì vận động vẫn rất là bình thường anh chị nhá. Những cái nhóm mạnh thì nó vẫn liên tục vượt đỉnh, dạng như là FPT đúng không ạ, vẫn liên tục tăng, hay là VGI cũng tiếp tục tăng, hay là Viettel Post, hay là những cái mã như là CTR cũng vẫn tiếp tục là cho chúng ta những cái vận động khá là ok. Đấy, thì ngày hôm nay thì những cái nhóm yếu thì nó vẫn thể hiện cái sự yếu kém, dạng như là VIX đúng không ạ, một cổ phiếu chứng khoán ngày hôm nay đã chính thức là gãy 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 nền, hoặc là GEX họ cũng gãy nền. Đúng không ạ? Những con này thì dạng như DIG này thì thị trường tăng thì nó giảm, đúng không ạ? Thị trường đi ngang thì nó giảm vừa vừa, còn thị trường tăng, thị trường giảm thì nó giảm mạnh nữa. Đấy, thì rất là thông cảm với những anh chị nào thì nó cầm những mã cổ phiếu dạng bất động sản ở trong cái thời điểm này. Đấy, cầm sai cái nhóm ngành cái là ở thời điểm hiện tại là nó sẽ gây tổn thất rất nhiều cho tài khoản của anh chị, và đây cũng là chính là lúc mà chúng ta có thể nhìn ra được những cái chiến lược cũng như là cái sự phân hóa của nhà tư vấn cũng nhà môi giới ở trong cái thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Nếu cứ tư vấn anh chị vào những cái mã như bất động sản hay chứng khoán thì giai đoạn này sẽ rất là khó cho tài khoản của anh chị, đúng không ạ? Nhưng hôm nay chúng ta có bất động sản có mỗi con TCH thôi, nhưng đâu phải là ai cũng cầm TCH, đúng không ạ? Đa số là những cái cổ phiếu thị trường như DIC hay là đất xanh thì nhà tư lại cầm rất nhiều, hay là Novaland, hoặc là chứng khoán của SHS sau cái đại hội cổ đông cũng rất nhiều nhà tư lao vào cầm những cái mã cổ phiếu này. Đấy, thực sự sẽ là rất khó anh chị nhá. Và ngày hôm nay thì chúng ta có thể quan sát là cái hợp đồng long sang tháng sau của nhà tư nước ngoài nó cũng khá là đẹp, được 7.777 hợp đồng. Đấy, nó thể hiện ra là cái kỳ vọng của họ sang tháng sau là thị trường của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục phát triển cái xu hướng tăng. Thì nhìn vào những con số này chúng ta có thể là có một cái dữ kiện để đánh giá được là thị trường hiện tại là vẫn đang khá là ổn, đúng không ạ? Tức là ở thời điểm tại cũng đã có xuất hiện những cái kênh, những cái chuyên gia họ hô sập rồi, đúng không ạ? Nhưng mà em tin rằng là càng nhiều người hô sập thì thị trường nó càng lên. Bao giờ thị trường uptrend rồi nhà tư tư vấn ngược lại cho môi giới cơ, và không có một cái sự đề phòng nào cơ, lúc đấy thì thị trường nó mới có rủi ro được, đúng không ạ? Và ngân hàng khi mà nó chưa có những cái sự hưng phấn nhất định để kéo chỉ số đi lên thì chưa chắc là thị trường của ta nó sẽ rơi sâu đâu anh chị nhá. Lúc nào thị trường nó phải thực sự hưng phấn cơ, còn hiện tại nó vẫn đi ngang và vẫn có những cái mã cổ phiếu nó thay nhau tăng thì chúng ta vẫn chưa cần quá lo lắng về thị trường nhá. Đấy, thì ngày mai sẽ là một cái ngày cơ cấu quỹ, thì thực ra là họ cũng đã cơ cấu ở trong tuần rồi, những cái phiên giao dịch trong tuần thì họ cũng đã cơ cấu bớt rồi, ngày mai nó chỉ là mang cái tính gọi là quyết định thôi, và nó cũng sẽ thường có những cái vận động nó hơi mạnh một chút vào cuối phiên, và thường hết phiên ATC thì cái biến động giá nó sẽ được trả lại anh chị nhá. Đấy, thì nhóm ngân hàng thì hôm qua như em đã chia sẻ cái thông tin đó là cái tín dụng đến 6 tháng đầu năm mà nó chỉ tăng 3,69 hay 3,79% thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những nhóm, đặc biệt là nhóm ngân hàng
to vào ngân hàng nhà nước, chúng ta thấy Vietcombank vẫn tiếp tục dò đáy, đúng không ạ? Vietcombank vẫn tiếp tục dò đáy, hay là BID vẫn tiếp tục dò đáy, CTG thì còn khá hơn một chút khi mà nó vẫn giữ được đáy, nhưng mà vẫn không có gì là quá đẹp cả, đúng không ạ? Không có gì quá đẹp, và chúng ta cũng đã vẽ những cái mũi tên này trước rồi, đấy là cứ đi trong biên này, lên biên trên nó xuống biên dưới. Đấy, lên bên trên nó xuống bên dưới anh chị nhá. Hay là chúng ta có những con như VBank, nó có câu chuyện riêng thì nó tăng ở trong thời điểm hiện tại là bình thường. Techcombank khi cổ tức nó tăng là chuyện bình thường, đúng không ạ? Còn những con như SHB ở trong cái thời điểm vừa rồi, mặc dù có dòng tiền vào rất nhiều nhưng mà vẫn đang có những cái vận động, đó là đi ngang và tích lũy. Hay là gì, STB, đúng không ạ? Ngày hôm nay test về M20 rút chân thì con này nó có cái vùng cản ở trên này đấy, thì cứ lên đến đây là nó sẽ bị bán trở lại thôi anh chị nhá. Đấy, kẹt hàng ở trên này rất nhiều thì mong là con này nó sẽ hình thành ra một cái mẫu hình thu hẹp biến động, đó là đây đúng không ạ, một vòng này, hai vòng này, ba vòng đấy, thì để nó bứt khỏi đây đấy. Còn chơi cái dạng này chắc chắn rồi, thời điểm hiện tại không dám chơi những dạng như này đấy. Và hôm qua trên TikTok cũng hướng dẫn anh chị con như là PNG này đúng không ạ, mẫu hình thu hẹp biến động này đấy, thì anh chị có thể thấy hôm nay PNG tăng với thanh khoản cao hơn đúng không ạ? Đây là một điều tích cực đúng không ạ? Sau khi thanh khoản nó thấp dần và bắt đầu có những cái phiên nó nổ thanh khoản đấy, thanh khoản thấp dần và có những phiên nó nổ thanh khoản, tức là đây là những cái phiên mồi dòng tiền vào anh chị nhá. Đấy, thì sau đấy nó sẽ phát triển xu hướng thôi, nó giống Viettel Post đúng không ạ? Nó cũng có những cái phiên thanh khoản thấp đi và có một phiên mồi dòng tiền vào, đó là phiên ngày 12 tháng 6 đúng không ạ? Và phiên ngày 13 tháng 6 PNG hiện tại nó đang có vận động y như vậy đấy, chẳng qua là nó khác nhóm ngành và nó là một trong những mã cổ phiếu lớn, nên là gì ạ, có thể là vận động của nó sẽ chậm chạp hơn một chút đấy, nhưng mà chung chung là cái mẫu hình này thì gì ạ, là một cái mẫu hình khá tốt. Hay là chúng ta có ACV hôm nay cũng tăng đấy, hôm nay cũng tăng và là một trong những cổ phiếu đang rất mạnh, tại sao chúng ta lại không mua những mã cổ phiếu này? Hay là MCH này đúng không ạ, đi ngang này đúng không ạ, những cái phiên tăng thì thanh khoản cao, những phiên điều chỉnh thanh khoản thấp này đấy, tại sao chúng ta lại không mua những cái mã cổ phiếu này nhỉ, đúng không ạ? Chúng ta không nên vào những mã cổ phiếu bên dưới anh chị nhá. Rất nhiều cổ phiếu đẹp vẫn đang có thể là có điểm mua. MCH này hay là VOT này. Đúng không ạ? VOT này đang tạo kênh song song hướng xuống này. Đấy, thì những cái con dạng tạo kênh song song này thì thường ấy nó gì ạ? Nó điều chỉnh xong nó sẽ bật ngược trở lại như này về đỉnh cũ nhá. Nó giống con gì? Nó giống con CMG. Đúng không ạ? Giống con CMG ở trong cái giai đoạn này. Đây anh chị thấy không? Đó, những cái kênh song song hướng xuống này nó bản chất nó là những cái nhịp tích lũy thôi. Và về gần cuối kênh này thì thanh khoản nó sẽ thấp nhá. Và những cái lúc mà thanh khoản nó thấp đi như này sẽ là lúc mà chúng ta mua. Dạng như VOT. Đúng không ạ? Thanh khoản nó vẫn đang cao. Đấy, thì có những cái phiên thanh khoản thấp đi một chút là chúng ta có thể mua được đối với VOT. Hay là HAH này, chị có thể thấy được rằng này. Đấy. Hiện tại thì đang đi trong cái mô hình thu hẹp biến động này thôi. Chưa có gì xấu cả. Đúng không ạ? HAH chưa có gì xấu cả. Ngày hôm nay test lại và rút chân ở trong cái mẫu hình này đấy, nhưng mà cần von nó kiệt đi một chút, nếu mà nó không kiệt nó sẽ cần phải test lại anh chị nhá. Đấy, rất nhiều cổ phiếu cho chúng ta điểm mua rất tốt, hay là SGP này đúng không ạ, đang đi ngang tích lũy sau một nhịp tăng dài với thanh khoản giảm dần thì nó cứ tích lũy trong cái nền này thôi đấy, tạo ra những cái mẫu hình thu hẹp biến động thôi, thì sau khi nó thu hẹp biến động xong là nó sẽ bật trở lại đến cũ đấy. Rất nhiều mẫu hình thành công đấy, dạng TIG này đấy, đây đấy, cũng tích lũy thu hẹp biến động sau một cái nhịp tăng này đấy, sao nó bật đúng không ạ, nó bật xong thì kể cả anh chị mua ở cái phiên này, cái phiên cuối của mẫu hình này, kể cả là một cái phiên tiền mồi vào này, là cái phiên ngày mùng 10 tháng 6 nhá, đấy một phiên mồi tiền vào sau một giai đoạn thanh khoản thấp này, mồi tiền vào này đấy, thì anh chị mua luôn ở cái cây mồi tiền này, hôm sau nó tăng rất mạnh và T3 hàng về anh chị vẫn có lãi. PNG cũng thế, đây một trong những cái phiên kiệt cung của PNG và có tiền mồi vào đây đấy, thì có thể là khả năng ngày mai PNG nó sẽ tăng tiếp đó, thì anh chị lựa chọn những cái mã này mà chơi, chúng ta sẽ đừng chơi những cái mã mà nó ở bên dưới mà nó yếu kém ấy chị nhá. Đó, thì nhìn chung thị trường nó cũng chả có gì thay đổi so với những cái nhận định của em ngày hôm qua, vẫn như vậy đúng không ạ, cổ phiếu mạnh nó vẫn tăng đấy, và chưa có dấu hiệu gọi là suy yếu hay là xấu gì cả đấy. Những cái thông tin về Putin về Việt Nam thì chúng ta cũng có cái thống kê gần đây đúng không ạ, những lần mà Putin về Việt Nam năm 2001 thì thị trường tăng 124%, đúng không ạ? 124%, 2006 tăng 100,33%, đây, đấy, 2017 tăng 36,11%. Những lần Putin đến Việt Nam, đúng không ạ? Những lần Putin đến Việt Nam, đấy, 2006 này, đúng không? 2006 đây, tăng rất mạnh này, đúng không ạ?
Đấy, 206 tăng rất mạnh này, 213 này. Đây giai đoạn 213 này cũng tăng rất mạnh này. Đấy, tức là ngay ngày này của năm năm ngoái. Đúng không ạ? Cái giai đoạn mà tháng 9 năm 2023, không phải quên em, không phải ngày này năm ngoái mà là cái giai đoạn vùng điểm số này của năm ngoái là Biden đến Việt Nam thì thị trường rơi rất thảm, đúng không ạ? Putin đến Việt Nam thì theo thống kê thì là mỗi lần anh Putin đến thì thị trường lại tăng, đúng không ạ? Nhưng mà thị trường tăng hay giảm không quan trọng, quan trọng là chúng ta lựa chọn đúng cổ phiếu, đúng không ạ? Anh chị mà không lựa chọn đúng cổ phiếu thì chúng ta sẽ đi đúng hình chữ K như này luôn. Cổ phiếu nào tăng thì gì ạ, nó cứ tăng mãi, còn cổ phiếu gì ạ, nào giảm thì nó cũng sẽ giảm mãi, mặc dù thị trường gì ạ, đi ngang. Đấy, mặc dù thị trường đi ngang anh chị nhá. Đấy, thì đấy là một số cổ phiếu mà em có đưa ra vừa rồi, là những mã cổ phiếu anh chị có thể để ý được trong những phiên tới. SGP đúng không ạ, VOT hay là HHS này đúng không ạ, nó tăng mạnh như này thì càng phải vào mua, càng tăng mạnh càng phải vào mua anh chị nhá. Đấy, càng tăng mạnh càng phải vào mua chứ không bao giờ có hàng đâu. Hay là những con dạng như là MCH này anh chị nhá. Đấy, chị để ý những cái con dạng như này. Đấy, còn nhìn chung là thị trường ngày hôm nay đáo hạn êm đềm giống như cái phiên khác thôi, không có gì mới cả. Và ngày mai thì chúng ta có phiên cơ cấu của quỹ. Đấy, thì khả năng điểm số nó sẽ rung lắc chút thôi chứ không có vấn đề gì anh chị nhá. Ok, thì video nhận định thị trường của em ngày hôm nay em chỉ làm đây thôi, và cũng không có gì quá là cần lưu ý đâu, đúng không ạ? Thị trường nếu mà chọn đúng cổ phiếu chúng ta vẫn cứ cầm nắm, còn chọn sai thì chị phải đặc biệt là cơ cấu nhanh để sang những cái mã cổ phiếu mạnh. Và nếu mà anh chị chưa biết cơ cấu sang những mã nào thì chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại bên góc phải màn hình này, em sẽ hướng dẫn anh chị là chúng ta sẽ cơ cấu danh mục và chuyển sang những cái mã mạnh để có thể đầu tư trong thời gian tới anh chị nhá. Ok, thì xin chào và tạm biệt anh chị, bye bye.